phần phân tích tác phẩm. Bước sang phần phân tích tác phẩm thì các em có thể thấy được rằng là chúng ta sẽ bình thường là chúng ta sẽ phải đi qua hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, chúng ta sẽ phải đi qua câu chuyện của người đàn bà hàng chài, sau đấy là sẽ phân tích nhân vật. Tuy nhiên, hướng tới cái phần ôn tập mà nó bám sát với cấu trúc đề nhất thì có thể đề sẽ ra một cái đoạn văn và yêu cầu chúng ta phân tích cái đoạn văn đấy, đúng không? Hay là đề cũng có thể ra một cái chi tiết nhỏ và yêu cầu chúng ta phân tích cái chi tiết đó. Cho nên là trong bài này thì chị sẽ đi theo hướng là chúng ta phân tích một cái đoạn văn, được không? Phân tích đoạn văn nhưng mà từ đó chúng ta có thể suy ra được vẻ đẹp của nhân vật. Chúng ta cũng có thể phân tích được cả cái giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của nhà văn gửi gắm qua cái đoạn văn đấy. Đấy chưa? Các em có hiểu ý chị không? Nhá, thì ở đây chị cũng có chuẩn bị một chút những cái khung sườn để các bạn, nếu mà có thể tìm hiểu, nếu các bạn muốn tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu về hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Chúng ta sẽ thấy được rằng này, chị sẽ nói qua một chút xíu nhá. Chị nói qua một chút xíu về hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Ở mỗi phát hiện ấy, chúng ta đều có những hai cái ý lớn. Thứ nhất là cái khung cảnh đấy là gì để cho thấy là nghệ sĩ Phùng đã phát hiện ra cái gì. Cái thứ hai là thái độ của người nghệ sĩ này trước cái cảnh tượng đó. Nếu như mà phát hiện thứ nhất là một phát hiện đầy mộng mơ về một khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, sau rất nhiều ngày phục kích thì nghệ sĩ Phùng đã bắt gặp được cảnh đất trời cho mà anh cho rằng đấy là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ, rồi mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương sớm. Với tất cả những cái vẻ đẹp tuyệt bích của thiên nhiên như vậy thì đây, bắt đầu bước sang thái độ của người nghệ sĩ ra sao. Anh cảm nhận được là cái đẹp chính là đạo đức. Anh cảm nhận được cái giây phút như là tâm hồn mình đang được đắm say trong cái đẹp. Và còn gì tuyệt vời hơn khi một người nghệ sĩ yêu cái đẹp mà lại được chứng kiến một vẻ đẹp tuyệt bích như vậy. Tưởng chừng như rằng cái cảnh đất trời cho đấy đã đưa cho nghệ sĩ Phùng được một cái kết quả rất là tâm đắc cho cái bộ lịch năm ấy. Tuy nhiên, ngay sau phát hiện thứ nhất này thì người nghệ sĩ lại chứng kiến ngay cái phát hiện thứ hai với đầy nghịch lý và trớ trêu như một trò đùa của cuộc sống. Ẩn sau cái khung cảnh tuyệt bích đó, trên cái con thuyền mà vừa là cái gọi là cái điểm nhấn của cái khung cảnh tuyệt bích thì ở đó lại là câu chuyện của một gia đình mà khi mà người chồng lôi người vợ xuống cái bãi xe tăng hỏng là một bãi chiến trường cũ và ở giữa đó lại diễn ra một cái cảnh bạo lực gia đình rất là ác liệt. Đó, một cái cảnh bạo lực rất là đau đớn mà ở đó người phụ nữ chỉ biết cam chịu mà thôi. Trong cái phát hiện thứ hai này thì nghệ sĩ Phùng ngay những giây phút đầu tiên anh ta chỉ biết đứng há hốc mồm ra mà thôi. Quá bất ngờ. Không thể tưởng tượng được rằng là sau những cái giây phút mình đang đắm chìm trong cái đẹp như vậy mà nghệ sĩ Phùng lại phải chứng kiến ngay một cái cảnh bạo lực nó lại xấu xí và nó tàn bạo như thế. Ở đó người ta thấy được cái bạo lực của người đàn ông và cả sự cam chịu nhẫn nhục của người đàn bà. Rồi là thằng bé Pháp cũng chạy ra và trong lòng nó thì tràn đầy cái sự căm thù dành cho người cha. Tất cả đấy như một cái mớ hỗn độn và nó rất là xấu xí. Nó khiến cho cái giá trị của phát hiện một dường như bị lu mờ và đặt ra một cái sự tò mò trong bạn đọc rằng là vậy thì tại sao lại có cái cảnh bạo lực gia đình như thế? Tại sao người đàn bà kia lại nhẫn nhục như vậy mặc dù có được giúp đỡ? Và từ đó chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Nếu mà các em phân tích về là hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng thì các em phân tích xem là từ hai cái phát hiện đó chúng ta thấy được cái sự đối lập, và sự đối lập đó cho rằng và đem đến cho chúng ta cái sự hiểu biết rằng là không thể nhìn nhận bất cứ một cái gì một cách xuôi chiều mà cần phải nhìn nhận nó một cách đa chiều, sâu rộng hơn, kiên nhẫn hơn. Đó là hai cái ý nghĩa của hai cái phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Và từ cái phát hiện thứ hai này, nó châm ngòi cho câu chuyện của người đàn bà tại tòa án huyện. Phùng chứng kiến cái cảnh bạo lực đấy không phải một lần, mà anh chứng kiến hai lần, nhiều lần. Cho nên là khi mà anh gặp được người bạn cũ của mình là Tránh Án Đẩu, nói ra cái câu chuyện đó thì Tránh Án Đẩu cũng biết được rằng là người đàn bà hàng chài bấy lâu nay vẫn luôn nhẫn nhục như thế. Sau đó thì anh tiếp tục mời người đàn bà hàng chài đến tòa án huyện để làm việc với mục đích là khuyên chị ta bỏ chồng. Tuy nhiên thì cái câu chuyện của người đàn bà ở tòa án huyện là cái câu chuyện về sự thật cuộc đời và nó đã khiến cho Phùng, khiến cho Đậu, khiến cho tất cả chúng ta hiểu được những vấn đề mà trước nay tưởng chừng như rất là vô lý. Vậy thì bắt đầu bước sang phần 2 là câu chuyện của người đàn bà tại tòa án huyện nhé.
Ở trong phần này, nếu như mà đề bài trích ra cho chúng ta một cái đoạn văn, đoạn văn đó là cái đoạn văn mà người đàn bà tại tòa án huyện, thì các em có thể phân tích dựa trên những ý chính như sau. Thứ nhất là phân tích cái diễn biến của cái câu chuyện đấy ra sao với hai giai đoạn. Thứ nhất, giai đoạn đầu tiên là ban đầu người đàn bà xưng hô như thế nào, thái độ ra sao, và về sau thì chị ta có cái sự thay đổi trong cách xưng hô và có sự thay đổi trong cái thái độ để kể ra câu chuyện của cuộc đời mình như thế nào. Sau khi phân tích được cái diễn biến đấy thì các em sẽ có thêm chỉ ra cái thái độ của Phùng và Đậu đối với câu chuyện người đàn bà hàng chài, và qua đó từ đó rút ra ý nghĩa của câu chuyện. Được không? Nếu như đề bài hỏi về cái phần đấy nhá, nếu như đề bài trích ra một cái đoạn văn và yêu cầu chúng ta phân tích cái đoạn văn đấy, thì các em hãy bám vào những chi tiết mà người ta trích ra, xem là đoạn văn đấy viết về cái sự việc gì, diễn biến của sự việc đấy ra sao, và sau đó chúng ta sẽ đi phân tích ý nghĩa của từng cái diễn biến đấy. Các bạn hiểu cái cách phân tích một đoạn văn không? Được không? Nó sẽ khác một chút xíu với cái đề bài yêu cầu chúng ta phân tích một nhân vật. Nếu như nhân vật chúng ta có những ý chính là ngoại hình, là tính cách, là vẻ đẹp tâm hồn chẳng hạn, thì ở đây khi mà yêu cầu chúng ta phân tích một đoạn văn thì các em sẽ bám vào những cái diễn biến và những cái chi tiết ở trong đoạn văn đấy nhá. Và ở đây thì chị sẽ thực hành cho các bạn cái cách chúng ta phân tích một cái đoạn văn là như thế nào. Được không? Hiểu ý chị không? Nó sẽ khác chút chút xíu so với một cái dàn ý chúng ta phân tích về người đàn bà hàng chài, nhưng mà trong cái đoạn phân tích này thì vẫn có đầy đủ tất cả những yếu tố về người đàn bà hàng chài này. Phân tích giọt nước mắt của bà cụ Tứ. Nếu như em đặt ra câu hỏi như thế thì chắc chắn đề bài không thể yêu cầu chúng ta chỉ phân tích đơn giản một chi tiết như thế, hoặc là phải so sánh, hoặc là phải phân tích tất cả những cái lần mà bà cụ Tứ khóc. Thì phân tích chi tiết thì các em chỉ cần nhớ được là cái chi tiết đấy nó được diễn tả chính xác là như thế nào, và qua đấy thể hiện được suy nghĩ gì của nhân vật, và để có được cái suy nghĩ đấy thì chắc hẳn nhân vật phải mang trong mình cái tính cách như thế nào, đúng không? Đặt ra những cái câu hỏi và sau đó phân tích bằng cách lý giải những câu hỏi đó thì các em sẽ không bao giờ lo là nó bị sót ý cả. Đến với câu chuyện của người đàn bà tại tòa án huyện nhá, thì trước khi đến với diễn biến thì chúng ta nói về lý do, được không? Bối cảnh diễn ra tại sao người đàn bà này lại phải đến tòa án huyện, người đàn bà đến tòa án huyện lời mời của chánh án Đậu. Để thấy được rằng là người đàn bà này không chủ động nhé, không chủ động đến tòa án huyện. Được chưa? Theo lời mời của chánh án Đậu để giải quyết việc gia đình. Rồi, chỉ ra lý do là để chúng ta biết được rằng là người đàn bà này không chủ động mà là theo lời mời của người khác, để thấy được rằng là bản thân chị không muốn phải đến tòa án huyện để giải quyết công chuyện gia đình. Bản thân chị đang, có lẽ như chúng ta đang nhận định là chị đang rất là cam chịu, rất là an phận, không có muốn ai giải quyết cái nạn bạo lực ở trong gia đình của mình cả. Đấy, cho nên là người đàn bà này đến tòa án huyện là theo cái lời mời của chánh án Đậu, là như một cái sự bắt buộc, buộc chị phải đến vậy. Và chúng ta bước sang cái ra diễn biến của cái cuộc gặp gỡ này nhá, của cái câu chuyện tại tòa án huyện diễn ra ra sao. Khi mà đến tòa án huyện ấy thì ban đầu người đàn bà này tỏ ra rất là sợ sệt, rất là khúm núm và lúng túng, mặc dù đây đã là lần thứ hai chị đến tòa án huyện rồi. Có thể thấy cái câu chuyện
trong gia đình của người đàn bà này cũng đã khiến cho vị bao công xứ biển, chính là Chánh Án Đẩu, đã phải trăn trở rất là nhiều, đã phải mời chị lên rất là nhiều lần. Và đây đã là lần thứ hai mà người đàn bà này đến với tòa án huyện, có lẽ là vẫn là cùng với một cái mục đích là để giải quyết cái nạn bạo lực ở trong gia đình của chị. Thì các em bắt đầu phân tích xem là ban đầu cái thái độ, cái diễn biến cả về mặt ngoại hình và cả về mặt tâm lý của người đàn bà hàng chài này như thế nào. Ban đầu nhá, bề ngoài về ngoại hình này thì người đàn bà này là tỏ ra rất là cam chịu và nhẫn nhục, vẫn với những cái vẻ lam lũ hàng ngày. Đúng không ạ? Người đàn bà rất lúng túng, khúm núm và có sự sợ sệt. Được không? Bề ngoài thì chúng ta cảm nhận được đây là một người phụ nữ quá là nhẫn nhục. Liên tiếp chỉ biết xưng hô là gì ạ? Xưng hô là con, quý tòa. Về cách xưng hô này, xưng hô là con và quý tòa. Rất là sợ sệt và khúm núm, dường như là muốn tránh đi cái câu chuyện này, không biết là phải nói ra sao, không biết là mình đến đây là người ta sẽ bắt mình làm gì, và liên tục là xin quý tòa đừng bắt mình phải bỏ chồng. Và có vẻ như là qua tất cả những cái cách xưng hô đây, xin quý tòa đừng bắt mình bỏ chồng, mặc dù chị đang phải chịu cảnh 3 ngày 1 trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Đúng không? Trong cái lời nói của Chánh Án Đẩu ấy, đúng thật là không có lý do gì để chị không bỏ chồng cả. Chịu những cái cảnh như thế thì ai mà chịu được, đúng không? Thì là một người hành án, Chánh Án Đẩu rất mong muốn có thể khuyên nhủ người đàn bà này hãy dũng cảm bỏ chồng, dũng cảm bỏ đi những cái đau đớn, những cái bạo lực mà mình vẫn phải hứng chịu hàng ngày trong cái cảnh 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng như thế. Qua đây chúng ta thấy được rằng ban đầu người phụ nữ này tỏ ra rất là cam chịu, nhẫn nhục. Đúng không? Cam chịu, nhẫn nhục, không muốn bỏ chồng. Cương quyết nhưng mà một cách vô lý. Đúng chưa? Bạo lực như thế mà người ta khuyên, người ta muốn giúp đỡ, nhưng chị lại cương quyết không muốn bỏ chồng, cầu xin quý tòa đừng bắt con bỏ chồng. Và nó khiến cho Chánh Án Đẩu và nghệ sĩ Phùng khó hiểu, rất tò mò, rất khó hiểu, và thậm chí là có chút những cái bức xúc là người phụ nữ này cam chịu quá, nhẫn nhục quá, không biết là hay là tại vì chị ta quá là mềm yếu, sợ hãi cho nên không dám tự giải thoát cho cái cuộc sống của mình. Tuy nhiên về sau tất cả những cái lời khuyên như vậy, đến khi mà chị hiểu ra được cái thành ý, khi hiểu ra thành ý của nghệ sĩ Phùng, và Chánh Án Đẩu, biết chưa, người đàn bà này mới bình tĩnh và
có sự thay đổi trong diễn biến tâm lý cũng như thái độ của mình. Thấy chưa? Bất ngờ chị chuyển sang có một cách xưng hô là gì nhỉ? Xưng hô là tôi và các chú. Đúng không? Đúng chưa? Tôi này, các chú. Đó. Thì từ cái sự thay đổi trong xưng hô đó, và chị bắt đầu kể ra câu chuyện cuộc đời mình. Ban đầu, trước cái sự thay đổi về mặt xưng hô như vậy, thì thái độ của Đậu và Phùng lúc đầu nhá, lúc đầu cũng có chút khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đang là một người có cái thành ý như thế, nhưng mà đột ngột chị ta đã không những không hiểu ra mà còn lại mà còn tỏ cái thái độ là mình biết hết rồi ấy, là coi cái thành ý đó là một cái gì nó xa vời, không chấp nhận. Và nhưng mà sau một chút xíu những cái sự khó chịu như vậy thì Chánh Án Đẩu và nghệ sĩ Phùng đã nghe được câu chuyện của người đàn bà hàng chài, và qua đấy họ lại có thêm một cái bài học về cách nhìn nhận đời sống. Được chưa? Về cách nhìn nhận đời sống. Và ở đây này, chúng ta bắt đầu từ câu chuyện của người đàn bà hàng chài, chúng ta có thể suy ra được ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của nó đã nói lên được cuộc đời và vẻ đẹp của người đàn bà hàng chài này là gì. Bắt đầu về cuộc đời nhá. Cuộc đời của người đàn bà hàng chài này, trong câu chuyện thì chị ta có những cái sự bất hạnh. Bất hạnh và thiệt thòi. Rằng là sao ạ? Các em còn nhớ dẫn chứng đấy không? Các em còn nhớ không? Về dẫn chứng mà người đàn bà hàng chài kể trong cái câu chuyện của mình, rằng là ngày xưa thì sao ạ? Chị đã phải chịu những cái bất hạnh và thiệt thòi như thế nào, với cái ngoại hình ra sao. Và từ những cái bất hạnh thiệt thòi đấy thì người đàn bà hàng chài đã phải lấy chồng và có một cái cuộc sống gia đình như thế nào, các em còn nhớ không? Nào, các bạn còn nhớ không? Được mà, em gọi người đàn bà hàng chài là chị cũng được, không sao hết. Đúng chưa? Từ khi sinh ra thì chị đã có một cái ngoại hình nó không được, là có một cái ngoại hình xấu xí. Người đàn bà này không những có cái ngoại hình xấu xí mà từ đó thì cái cơ hội hạnh phúc nó cũng ít hơn những người khác. Rồi là gì nữa ạ? Bệnh đậu mùa còn khiến chị bị rỗ mặt nữa. Và mặc dù là gia đình khá giả, nhưng mà với những cái thiệt thòi về mặt ngoại hình như vậy thì chị rất khó để kiếm tìm một cái hạnh phúc đích thực. Và sau đó thì chị có mang với một người mà hay đến nhà của mình mua đồ để về đánh bắt chài lưới ấy. Và sau đó thì đã phải kết hôn với anh ta và có cái cuộc sống lênh đênh ở trên biển, trên một cái chiếc thuyền lênh đênh ở trên biển. Và cái cuộc sống gia đình như thế nó đã mở ra rất nhiều những cái bất hạnh, rất nhiều những cái mối lo toan, và khiến cho người đàn bà này phải chịu rất nhiều những cái nỗi đau. Đây rồi, về cuộc đời bất hạnh và thiệt thòi nhá. Thứ nhất là về ngoại hình xấu xí. Ngoại hình xấu xí. Bệnh đậu mùa khiến chị bị rỗ mặt. Được không? Cơ hội hạnh phúc ít hơn những người khác. Đúng chưa? Cơ hội hạnh phúc thì ít hơn những người khác. Và người đàn bà này lại có mang
với một anh làm nghề chài lưới đúng không? Với một anh con trai nhà hàng chài hay đến nhà mua đồ về đan lưới. Đúng không? Và nên họ đã trở thành vợ chồng. Đó là ý đầu tiên về cuộc đời có nhiều bất hạnh và thiệt thòi của người phụ nữ này. Thứ hai nữa về cuộc đời của người phụ nữ này thì cái gia đình của chị sau khi mà chị đã trở thành vợ chồng với cả anh con trai nhà hàng trái ấy kìa, thì nó cũng rất chịu rất nhiều những cái khó khăn và vất vả. Bởi vì sao? Bởi vì chị sống trong cảnh nghèo khó. Nghèo khó đến mức nào? Có một cái dẫn chứng mà các bạn bắt buộc phải nhớ, đấy là ăn phải ăn xương rồng luộc chấm muối. Đúng chưa? Xương rồng luộc chấm muối. Đó. Một cái món ăn mà khi mà gia đình quá là thiếu thốn, không còn gì để ăn nữa, thì đến mức phải ăn xương rồng luộc chấm muối. Cái cuộc sống nghèo khổ như vậy, đã thế lại còn làm sao? Lại còn đông con. Nghèo, lại còn đông con. Và không cả kiếm đủ được cái miếng ăn cho cả gia đình. Những ngày mà không đi biển được ấy thì nghèo túng quá phải ăn xương rồng luộc chấm muối. Đấy là cái đặc điểm thứ hai về cuộc đời của người phụ nữ này. Cái đặc điểm thứ ba mà không thể không nhắc đến chính là gì? Chính là chị phải chịu bạo lực gia đình. Đúng không? Chị phải chịu cảnh bạo lực gia đình với một cái người chồng vốn rất là hiền lành, nhưng mà do cái cuộc sống nghèo khó quá, vất vả quá nên đã biến đổi tâm tính và trở thành một cái kẻ vũ phu, thường xuyên đánh vợ để giải tỏa những cái khó chịu. Đấy là những cái nỗi đau. Ở đây nhá, chúng ta sẽ ghi là những nỗi đau mà chị phải cam chịu, những nỗi đau của người đàn bà. Nỗi đau về thể xác. Đúng không? Nỗi đau về thể xác chính là phải chịu cảnh bạo lực gia đình do người chồng vũ phu. Cái thứ hai là nỗi đau về tinh thần. Khi làm sao nhỉ? Khi gia đình không hạnh phúc, người con thì sao? Thằng bé phát ấy. Lực trước cảnh. Con thù ghét cha. Đúng chưa? Người phụ nữ này trong một cái gia đình nghèo khó như thế, với một cái ngoại hình xấu xí, với biết bao những cái nỗi lam lũ vất vả hàng ngày, thì chị còn phải chịu cái nỗi đau cả về mặt thể xác và tinh thần. Chị phải chịu cái cảnh bạo lực do người chồng rất là vũ phu. Hơn thế nữa, chị còn chịu những cái dằn vặt về tinh thần. Khi gia đình thì không hạnh phúc, chị đã phải bất lực trước cảnh con thù ghét cha. Chị cũng đã từng phải đưa thằng bé Phát lên sống với cả ông ngoại để tách hai cha con ra, nhưng mà cuối cùng khi mà thằng bé Phát nó mỗi lần nó chở gỗ về miền biển, nó nhìn thấy cái cảnh bố nó đánh mẹ nó đều không thể chịu được. Và trong lòng nó còn đang nuôi giấu cái ý muốn giết cha của mình. Thì còn gì đau đớn hơn khi mình là mẹ mà lại chứng kiến con mình muốn giết cha mình, đúng không? Cái nỗi đau đấy nó rất là giằng xé và nó khiến cho chị luôn phải dằn vặt, đau đớn. Đó là những cái đặc điểm về cuộc đời rất là bất hạnh và chịu nhiều thiệt thòi đau đớn của người phụ nữ, của người đàn bà hàng chài này. Bên cạnh đấy, qua câu chuyện của người đàn bà hàng chài này, người ta không chỉ thấy chị khổ mà người ta còn thấy chị rất là đẹp, đẹp ở cái vẻ đẹp tâm hồn. Người đàn bà hàng chài này, trước tiên chúng ta sẽ phải phân tích qua câu chuyện của người đàn bà đó nhá. Chúng ta sẽ thấy được đó là vẻ đẹp của cái tình yêu chồng thương con. Đây là một người phụ nữ rất là yêu chồng và thương con.
rất mực lo cho cái hạnh phúc của cái gia đình này. Thứ nhất là đối với chồng, tất cả mọi người đều nhìn người chồng đó như là một ác nhân. Người con thì nhìn người chồng như một kẻ thù. Nhưng chỉ riêng chị nhìn thấy người chồng này như một nạn nhân. Rằng là trước đây chính chị là người trải nghiệm mà chị hiểu được rằng là trước đây anh ta không vũ phu như thế này. Nhưng mà do cuộc sống lam lũ quá, do vất vả quá, do cuộc sống vất vả mưu sinh, áp lực dồn nén, nên người chồng mới làm sao ạ? Mới thay đổi bản tính, hay đánh vợ để giải tỏa. Và làm sao? Và chị chấp nhận cam chịu là cái gọi là như là một cái chỗ để người chồng này giải tỏa tất cả những cái áp lực của nghèo đói, của vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Chỉ riêng chị nhìn được người chồng này như một cái nạn nhân của một cái cuộc sống đang quá đội, đang có quá nhiều khó khăn, đang có đè nén quá nhiều những cái áp lực. Không chỉ là cuộc sống mưu sinh mà còn là cái áp lực của gia đình nữa. Tất cả đều đè nén lên người chồng. Người chồng nó coi như là cái trụ cột trên một chiếc thuyền lênh đênh trên biển. Bởi như vậy cho nên là chị cảm giác được mình không thể là trụ cột thay chồng được. Nên tất cả những gì chị làm chỉ có thể là cam chịu, là cái chỗ để người chồng đấy giải tỏa tất cả những cái áp lực mà anh ta đang phải gánh chịu thôi. Đúng không? Và đây, chị đã từ chối. Nó sẽ vẫn nằm trên cái ý này. Đây nhá, chị sẽ ghi một cái dấu cách như thế này nhá. Các em sẽ tùy vào cái cách các em đánh dấu như sau. Thì trong cái ý đối với chồng này nó có hai ý nhỏ. Ý thứ nhất là nhìn người chồng như một nạn nhân. Ý thứ hai là chị từ chối lời đề nghị bỏ chồng. Được không? Chị từ chối cái lời đề nghị bỏ chồng, từ chối cái lời đề nghị giải thoát khỏi lão chồng vũ phu. Bởi vì sao? Bởi cái lý lẽ. Lý lẽ là gì nhở? Đến đây là có một cái dẫn chứng này. Đàn bà trên thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không thể sống cho mình được. Được không? Đây là cách ứng xử, là cách thể hiện là chị đang hy sinh cho chồng con. Được không? Với lý lẽ là đàn bà phải sống cho con, chứ không thể sống cho mình như trên đất được. Rồi, ý này chúng ta có thể tách xuống dưới. Chị nhầm một chút xíu. Ý này chúng ta có thể tách xuống dưới là đối với con. Đấy, tất cả mọi hy sinh, tất cả mọi cố gắng của chị đều là hướng về chồng, về con, về cái gia đình nhỏ nhưng mà đang rất bấp bênh và đang rất khó khăn này. Và cái hành động thứ hai nữa mà chị thể hiện được người đàn bà này rất là thương con, chính là chị đã ngăn cản con, đã gọi con và ôm chầm lấy con, đau đớn khi mà con chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Gọi con và ôm chầm lấy con, rất đau đớn. Khi để con chứng kiến thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao ở đây em lại đưa cái phần này vào. Nếu như mà đề hỏi chúng em là phân tích câu chuyện người đàn bà hàng chài thì trong câu chuyện đấy đâu có cái chi tiết này đâu. Nhưng mà các em ơi, các em có thể khéo léo như thế này nhá. Khi mà phân tích về cái tình thương con của người đàn bà hàng chài thể hiện qua câu chuyện thì trong câu chuyện đấy chỉ có câu nói là đàn bà trên thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như trên đất được.
Thì khi chúng ta phân tích nhá, qua câu nói đó, bạn đọc cảm nhận được đây là một người phụ nữ hy sinh tất cả vì con. Thậm chí đấy, thậm chí bắt đầu liên hệ chứ đến những cái chi tiết mà xuất hiện trước cái câu chuyện này, đó là chị đã phải gọi lấy con và ôm chầm lấy con, tỏ ra rất đau đớn khi mà để con phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Rất là dễ để chúng ta có thể đan cài trong quá trình chúng mình phân tích để làm sao kéo dài thêm được cái dung lượng và cũng để cho thấy là chúng ta nắm được những cái chi tiết đắt giá ở trong cái tác phẩm này. Chứ khi mà phân tích về một đoạn văn thì các em không cần nhá, các em đừng nghĩ là chúng ta chỉ được phân tích những chi tiết trong đấy, các em đều có thể liên hệ mở rộng thêm ở những chi tiết ngoài cái đoạn văn mà chúng ta phải phân tích. Nhưng mà diễn đạt khéo léo một chút để thấy được chúng ta không lạc đề, chúng ta vẫn bám sát vào đoạn văn cần phân tích nhưng mà vẫn nắm được những chi tiết nổi bật của bài. Ok không? Đó là những chi tiết thể hiện là người phụ nữ này là một người yêu chồng và thương con. Cái thứ hai là chị còn là một người rất nhân hậu, vị tha. Biết chắc chiêu hạnh phúc đời thường. Được không nào? Nhân hậu, vị tha và biết chắc chiêu những cái hạnh phúc đời thường. Thì bên cạnh cái góc nhìn và thương cảm cho người chồng của mình, thấu hiểu người chồng của mình đấy là một nạn nhân của những cái khó khăn và vất vả, thì người đàn bà này là sao ạ? Chị còn rất là vui và trân trọng những cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình mình. Cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với chị là chứng kiến con của mình ăn một bữa no. Đó, thì cái niềm hạnh phúc lớn nhất của chị là khi đám con được ăn no, khi vợ chồng con cái sống vui vẻ và hòa thuận. Hạnh phúc nhất đối với chị. Là chứng kiến đám con được ăn no và gia đình vợ chồng con cái sống vui vẻ hòa thuận với nhau. Một cái niềm hạnh phúc có lẽ là rất giản đơn, nhưng mà chúng ta nghĩ thì nó rất là đơn giản như thế, rất dễ có được như thế, nhưng với là người đàn bà hàng chài này thì đó chính là cái ước mơ, là cái khát vọng và là tất cả những cái gì mà chị mong đợi. Chị không mong muốn gì hơn ngoài những cái khoảnh khắc mà trong gia đình vợ chồng con cái hòa thuận vui vẻ với nhau. Có thể là trước mắt vẫn còn rất nhiều những khó khăn và lam lũ, nhưng mà người đàn bà hàng chài này, chị chỉ mong muốn được rằng là để đối diện với những khó khăn và lam lũ đó thì chị vẫn lấy cái những cái khoảnh khắc mà vợ chồng và con cái vui vẻ với nhau để làm động lực để tiếp tục cùng với cả người chồng của mình chèo chống cái con thuyền này, để đưa cái gia đình này biết đâu được sau này sẽ đến được với những cái bến bờ nó hạnh phúc hơn. Mặc dù chúng ta không thể biết được rằng là cuộc sống về sau của cái gia đình này như thế nào, nhưng chúng ta thấy được đây là một người mẹ mẫu mực, một người vợ mẫu mực, khi mà rất yêu chồng, rất thương con và biết chắt chiu hạnh phúc đời thường, trân trọng những cái khoảnh khắc dù nhỏ nhất thôi, nhưng đấy là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của gia đình chị giữa biết bao những cái lo toan và bộn bề phía trước. Được không? Đúng rồi, cũng có lúc vợ chồng và con cái hòa thuận vui vẻ hạnh phúc cơ mà. Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Đó là về cái vẻ đẹp thứ hai của người đàn bà hàng chài. Tiếp tục, chúng ta có một cái vẻ đẹp thứ ba. Cái chi tiết mà chị thay đổi cách xưng hô và khi mà chị kể ra cái câu chuyện cuộc đời mình, nó cũng cho thấy được rằng người đàn bà này tuy là thất học nhưng mà có được cái sự hiểu biết và có cái nhìn sắc sảo, thấu tình đạt lý. Được chưa? Chị không bênh chồng một cách vô lý đâu, mà qua cái câu nói, qua cái cách diễn đạt, qua cái cách xưng hô của chị,
cho thấy được rằng là thứ nhất, chị hiểu được cái thành ý của Đậu và Phùng. Thứ hai là chị bắt đầu kể ra câu chuyện cuộc đời mình để từ đó cho hai người kia hiểu được tại sao chị lại làm như vậy. Nếu như mà chị chỉ bênh vực chồng một cách vô lý thì sẽ không có cái câu chuyện này diễn ra cho chúng ta đâu. Nếu như mà chị chỉ bênh vực chồng, chị có chỉ có cái sự cam chịu và sợ hãi một cách đơn thuần thì cũng không thể có được một câu chuyện mà giúp cho chúng ta hiểu ra nhiều điều như thế này đâu. Vậy thì ở đây chúng ta có thể phân tích như thế này: tuy thất học nhưng câu chuyện của người đàn bà anh trai đã thể hiện chị là một người sắc sảo, có cái nhìn thấu tình đạt lý, đúng không? Đó. Thì cái này các em có thể lấy dẫn chứng là qua cái cách xưng hô của chị, cái cách thay đổi xưng hô, và có thể thấy là cái sự sắc sảo, hiểu biết, thấu hiểu lẽ đời người phụ nữ này còn nó không bộc lộ, biểu lộ ra bên ngoài mà nó luôn ẩn giấu ở bên trong. Nó giống như một hạt ngọc quý mà khi được khơi tìm thì nó sẽ luôn được lấp lánh. Được chưa? Cái sự thấu tình là lý, sự thấu hiểu lẽ đời không biểu lộ trực tiếp rõ ràng ra bên ngoài mà như một hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn để Đậu, Phùng và tất cả chúng ta khơi tìm và cảm phục, trân trọng, đúng chưa? Cái sự thấu hiểu lẽ đời của chị không bộc lộ trực tiếp ra bên ngoài và nó giống như một cái hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn để cho Chánh Án Đậu, để cho nghệ sĩ Phùng và để cho tất cả chúng ta phải khơi tìm để từ đó trân trọng và cảm phục người phụ nữ này hơn. Rồi, vậy là qua đấy nhá, qua cái câu chuyện của người đàn bà hàng chài, ta thấy rõ là không thể hiểu một vấn đề nào một cách quá dễ dãi và đơn giản. Đây này, cái khái quát chung nhất về ý nghĩa của câu chuyện này: bên cạnh việc làm rõ vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, của người đàn bà đàn trai, câu chuyện còn đem đến gì ạ? Câu chuyện này còn đem đến cho chúng ta một cái triết lý, một bài học về cái gì nhỉ? Về cách nhìn nhận một sự việc, một con người. Đó là không thể dùng con mắt giản đơn, dễ dãi, mà làm sao nhở? Mà cần có cái nhìn đa chiều, với gì nhở? Với sự chân thành và khát khao thấu hiểu. Ok không?
Có phải là nếu như không kể ra cái câu chuyện này, nếu như mà tác giả không khéo léo lồng vào cái chi tiết về câu chuyện của người đàn bà Hàn Trài tại tòa án huyện, thì tất cả chúng ta vẫn sẽ nghĩ đây là một người phụ nữ chỉ biết cam chịu và sợ sệt thôi. Chị không dám đứng lên để có thể giành lại cái tự do và hạnh phúc cho mình. Nhưng qua câu chuyện này, chúng ta lại hiểu được rằng là nếu như mà bằng cái nhìn dễ dãi như vậy thì rất dễ chúng ta đã đánh giá sai về một sự việc, về một vấn đề, về một con người. Và qua đó hiểu được rằng là tất cả những gì chúng ta cần là một cái nhìn đa chiều hơn, sâu rộng hơn. Và mỗi khi đối diện với bất cứ một vấn đề gì thì phải mang cho mình cái sự chân thành và khát khao thấu hiểu, thì mới có thể hiểu được cái chiều sâu của mỗi vấn đề đó, và từ đó cảm nhận được cái giá trị của cuộc sống này, được không? Và cái câu chuyện của người đàn bà Hàng Trái ấy, nó còn gửi gắm rất là nhiều những cái chiều sâu tư tưởng của nhà văn. Cái chiều sâu tư tưởng của nhà văn được thể hiện là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Trước tiên là giá trị hiện thực thì nhà văn đã làm gì nhỉ? Nhà văn đã đem đến cho chúng ta một cái hình dung về bối cảnh đất nước sau chiến tranh, nhưng mà vẫn còn rất nhiều những cái dư chấn và đời sống của nhân dân, số phận của những con người nghèo khổ vẫn còn đang phải rất là lam lũ và vất vả. Thứ nhất là về giá trị nhân đạo nhé. À, giá trị hiện thực, được không? Đất nước bước ra từ chiến tranh vẫn còn rất nhiều dư chấn, đúng không? Và cái cuộc sống của con người lao động vẫn còn bất cập, nhiều vấn đề cần giải quyết. Đó là gì? Đó là sự nghèo đói, đúng không? Đó là sự nghèo đói, là những cái vất vả lam lũ. Chưa có lối thoát, đúng không? Đó là cái hiện thực cuộc sống lúc bấy giờ. Nó cao hơn so với là bạo lực gia đình, nó cao hơn là so với cái sự phân biệt phụ nữ và đàn ông. Mà ở đây là cái bắt buộc cái hoàn cảnh sống như vậy thì người ta bắt buộc phải phụ thuộc vào người đàn ông. Bởi vì sức phụ nữ không thể chèo chống được một cái con thuyền mà chỉ suốt ngày lênh đênh ở trên biển như vậy. Nhưng mà nếu không lênh đênh thì lấy đâu ra cái nguồn sống bây giờ, lấy đâu ra cơm ăn bây giờ, đúng chưa? Cho nên là ở trong cái cuộc sống của những người dân Hàng Trái như vậy thì vai trò của người đàn ông thì không thể thay thế được. Bởi vậy từ cái điều đấy nó dẫn đến rất nhiều những cái hệ lụy nữa. Và nếu như mà đói nghèo, vất vả lam lũ của người lao động mà không có một cái giải pháp nào thì nó cứ tiếp nối như một cái vòng tròn như vậy, cứ tiếp tục khó khăn, cứ tiếp tục bạo lực như vậy mà thôi. Và cái câu chuyện người đàn bà Hàng Trái đã giúp cho nhà văn đề cập đến cái vấn đề hiện thực này. Nhưng mà bên cạnh cái việc là bên cạnh cái việc phơi bày một hiện thực như thế thì quan trọng hơn, tác giả muốn gửi gắm cho chúng ta một cái chiều sâu tư tưởng và nhân đạo. Cái thứ nhất là ông muốn thể hiện đây giá trị nhân đạo. Thứ nhất là nhà văn thể hiện cái sự thấu hiểu và cảm thông đối với số phận của người phụ nữ được không? Cái thứ hai là ông làm sao nhỉ? Ông lên án cái nạn bạo lực gia đình. Đúng không? Và những cái hành động đi ngược lại với quyền sống của con người. Rồi, và cái ý thứ ba ở đây thì chị xuống dòng nó hơi khó nhìn thì các em hãy phân biệt những cái ý này dựa trên những cái gạch chéo này nhá. Và cái ý thứ ba là ông đã phát hiện được, nhà văn đã phát hiện và ca ngợi
cái gì ạ? À? Vẻ đẹp tâm hồn của những người lao động, và đặc biệt ở đây là của người đàn bà hàng chài. Và từ đó thì ông muốn đặt cái niềm tin vào bản tính tốt đẹp nơi con người. Tất cả mọi đau đớn ở trên thế gian này đều có thể được xoa dịu và thay đổi, đều có thể được bù đắp bởi cái tình yêu thương và cái bản tính tốt đẹp ở trong mỗi con người. Đấy chính là cái hạt ngọc ẩn giấu. Và mọi vấn đề trong văn học và đời sống thì đều phải xoay quanh về vấn đề con người. Văn học và đời sống là hai đường tròn đồng tâm, và tâm điểm chính là con người. Đấy chính là cái kim chỉ nam khi mà Nguyễn Minh Châu sáng tác những cái tác phẩm của mình. Từ đó tác giả đặt niềm tin vào bản tính tốt đẹp của con người. Ok chưa? Đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta khi phân tích về câu chuyện của người đàn bà hàng chài, để từ đó làm nổi bật được vẻ đẹp của nhân vật này và những cái thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Được không? Các bạn hiểu ý chị không? Các em muốn nói cái chuyện gì đấy? Ngoài lắm rất đấy. Hôm nay các bạn ấy đã học gọi là chiều nay 3 tiếng, tối nay 4 tiếng, tuần tiếng. Các em bị ngộ văn chưa? Chị vừa ngày hôm nay thì chị đi học nên là chị không buổi trưa chị không thể lên phát trực tiếp cùng với các bạn được. Thì chị vừa nghe chị Yên là ngày hôm nay buổi chiều các em học 3 tiếng, bây giờ các em học được đến 4 tiếng rồi. Các em bị ngộ văn chưa? Kiểu như là văn mới thấm nhuần trong máu rồi ấy nhở. Sắp xong rồi đây. Đấy, đấy là cái phần chính nhất ở trong tác phẩm này thôi. Được không? Còn bây giờ thì chị chỉ cần nói qua để các em nắm được về hình ảnh, tấm ảnh trong bộ lịch năm ấy. Gọi là giải trí chút xíu về cuối thôi. Và những cái đặc sắc nghệ thuật ở trong tác phẩm này. Được không? Trong cái tấm ảnh của bộ lịch năm ấy nhá, sẽ có hai ý nghĩa và nó gắn với hai cái hình ảnh xuất hiện trong cái tấm ảnh đấy. Cái thứ nhất nhá, chúng ta thấy được rằng là trong cái tấm ảnh của bộ lịch năm ấy thì nó xuất hiện đầu tiên là cái màu hồng hồng của ánh sương mai, đúng không? Cái màu hồng hồng của ánh sương mai đấy nó chính là cái chất thơ, cái đẹp của nghệ thuật, nó là cái thuần đẹp của nghệ thuật. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ vào thì bao giờ nghệ sĩ Phùng cũng nhìn thấy dường như là bóng người đàn bà đang bước ra từ bức ảnh. Thì sau cái ánh hồng hồng của ánh sương mai đấy chính là hình ảnh người đàn bà hàng chài. Và khi đấy cái vẻ đẹp thuần phát của nghệ thuật lại được gắn với đời sống của con người. Hình ảnh người đàn bà hàng chài chính là hiện thân cho những lam lũ và khốn khó đời thường, là sự thật của cuộc đời đằng sau bức ảnh. Và qua tấm ảnh của bộ lịch năm ấy thì nhà văn Nguyễn Minh Châu muốn đem đến một cái quan niệm là nghệ thuật chân chính không bao giờ được xa rời cuộc đời, đúng không? Mặc dù cái tấm ảnh đấy rất là đẹp, người ta nhìn vào người ta thấy được ánh hồng hồng của ánh sương mai, nhưng mà sau đó thì tất cả những cái đẹp đấy luôn phải gắn bó với cuộc đời, luôn phải xuất phát là cuộc đời và đi tới cuộc đời của con người. Bởi vì sao? Cái quan niệm của ông các em còn nhớ không? Đó là văn học và đời sống là hai đường tròn đồng tâm, mà tâm điểm chính là con người. Và ở đây cái tâm điểm con người, cái hình ảnh người đàn bà đấy chính là cái tâm điểm mà nhà văn muốn hướng tới khi xây dựng hình ảnh tấm ảnh trong bộ lịch năm ấy, ở cái chi tiết ở cuối truyện ấy. Khi mà mỗi lần nhìn vào thì nhìn vào lâu hơn, Phùng lại thấy được hình ảnh bóng người đàn bà bước ra từ bức ảnh, được không? Đấy là những cái hai cái ý nhỏ thôi. Trong bộ lịch năm ấy, tấm ảnh trong bộ lịch năm ấy chỉ có hai ý nhỏ như vậy thôi. Một là ánh hồng hồng của ánh sương mai, tượng trưng cho vẻ đẹp của nghệ thuật, cho cái đẹp, đúng không? Và hai là bóng người đàn bà bước ra từ bức ảnh, là đại diện, là thể hiện thân của những cái khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Còn trong cái câu chuyện này, đặc sắc của nghệ thuật là gì? Các em sử dụng trong cái phần đánh giá. Thứ nhất là tác giả đã xây dựng được một cái tình huống chuyện độc đáo. Khi mà ngay sau cái giây phút Phùng đắm chìm trong cái đẹp của nghệ thuật thì anh lại ngỡ ngàng phát hiện ra sự thật đời sống. Và cái thứ hai, cái tình huống nhỏ thứ hai chính là
cái tình huống mà người đàn bà hàng chài đến với tòa án huyện và kể ra cái câu chuyện của cuộc đời mình trước cái sự bất ngờ, ngỡ ngàng và thấm thía của Đậu và Phùng. Đấy là nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện độc đáo. Cái thứ hai là nghệ thuật kể chuyện sinh động. Khi mà làm sao nhỉ? Khi mà nhà văn đã lần lượt đem đến cho chúng ta từng cái chi tiết trong một cái dung lượng không phải là quá dài, nhưng mà nó lại ẩn chứa rất nhiều những cái bài học và triết lý cuộc sống. Nó sâu lắng rất nhiều những cái thông điệp muốn gửi gắm đến cả bạn đọc và đến cả những người cầm bút, những người nghệ sĩ nữa. Và cái thứ ba chính là ngôn ngữ xây dựng nhân vật. Cái ngôn ngữ nhân vật rất là chân thực. Người đàn bà hàng chài thì có cái ngôn ngữ ra sao, Tranh án Đậu thì có ngôn ngữ như thế nào, rồi người đàn ông khi mà đánh đập thì cái ngôn ngữ rất là vũ phu, rất là độc ác ra sao, đúng chưa? Người đàn bà thì rất là giản dị, rất là dung dị, và có cái sự thay đổi rất linh hoạt và phù hợp với cái tính cách. Còn Tranh án Đậu thì có những cái lời lẽ mà nó cho thấy được, qua đó người ta hiểu được cái tính cách của nhân vật này. Thì đấy chính là cái nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ nhân vật, xây dựng ngôn ngữ nhân vật rất chân thực và phù hợp, được không? Cái tác phẩm này nó rất là nhẹ nhàng như vậy thôi, chúng ta chỉ cần chú ý đến Người đàn bà hàng chài. Thì có những cái đề có thể so sánh, liên hệ là Người đàn bà hàng chài có thể liên hệ tới bà cụ Tứ ở trong tác phẩm Vợ Nhặt với cái tình yêu thương con ấy, với cái giọt nước mắt ấy, được không? Hay là Người đàn bà hàng chài với cái tình yêu, tình thương chồng và yêu con như thế, thì có thể liên hệ tới cả cái tình cảm mà Thị Nở dành cho Chí Phèo nữa, được không? Cái sự thấu hiểu mà chị dành cho người chồng của mình thì chúng ta cũng có thể liên hệ với Thị Nở dành cho Chí Phèo. Được không? Tác phẩm này các bạn nắm được chưa? Tác phẩm này các em nắm được chưa? Còn gì phải thắc mắc không? Quan trọng là chúng ta hiểu được cái diễn biến của cái cuộc nói chuyện giữa Đậu Phùng và người đàn bà hạng chài này, để hiểu được là chị đấy từ từ kể ra câu chuyện của mình, chứ không đột nhiên kể ra câu chuyện. Qua đấy thấy được cái sự khéo léo của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong cái tài dựng cảnh này, dựng tình huống, và để cho nhân vật của mình dần dần bộc lộ ra những cái vẻ đẹp ở bên trong tâm hồn. Để có được những cái trang viết như thế thì Nguyễn Minh Châu phải có được cái trải nghiệm cuộc sống và phải mang trong mình cái tư tưởng nhân đạo, cái tình yêu thương, cái niềm trân trọng gửi gắm ở nơi con người, khát khao tìm hiểu những cái diễn biến diễn ra ở bên trong nội tâm con người để đưa lên trang giấy và tìm được cái sự đồng cảm nơi bạn đọc, sự trân trọng ở nơi bạn đọc. Rồi, đấy là tất cả những cái gì chúng ta học về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Chị nghĩ là những cái này là đủ rồi, là đủ rồi để các em nắm được cái kiến thức nền để chúng ta áp dụng trong bài viết. Cái tác phẩm này không khó đâu, và đặc biệt là Người đàn bà hàng chài cũng lại càng đơn giản nữa. Nên là mong rằng là các bạn, cái lượng kiến thức nó rất nhỏ như vậy nên các em có thể nhanh chóng nạp luôn trong cái lần đầu tiên, trong một lần đầu tiên này thôi chúng ta học về tác phẩm này, không cần phải ôn lại quá nhiều, được không? Thì bây giờ chị Hiên có nhắn nhủ một chút xíu với chúng mình nhá. Các bạn thân mến, vậy là các bạn đã cùng với chị Quỳnh học xong về Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nếu mà như chúng mình chú ý ấy, thì các bạn có thể thấy là chúng mình đã học được 4 tác phẩm thơ rồi, đúng không ạ? Cộng thêm với 3 tác phẩm văn xuôi rồi. Vậy là trong 3 ngày vừa qua, chúng ta đã học cùng với nhau tổng cộng là 7 tác phẩm rồi đấy. Chị và chị Quỳnh thực sự là đã cố gắng hết sức, dùng hết năng lượng, sức bình sinh của mình để cố gắng tỉ mỉ và chi tiết với các em từng chút một. Đến bây giờ thì chắc là chỉ còn lại khoảng tầm 180-170 bạn đang xem phần livestream này thôi, đúng không? Ngày mai thì chúng mình sẽ chủ động gặp lại nhau. Hôm nay các bạn đã học khoảng 7 tiếng môn văn rồi, mà trong khi cái thời gian làm việc mỗi ngày của các bạn thường sẽ rơi vào khoảng 8 tiếng, mà bây giờ các bạn đã học 7 tiếng để cho văn rồi, thì chị thực sự là cảm thấy là một cái điều phi thường mà các bạn làm cùng với chị Quỳnh. Ngày mai thì chúng mình lại tiếp tục một cái hành trình chắc cũng phải đến tầm 6-7 tiếng đấy, chứ không ít đâu. Bởi vì chị nghĩ là riêng sông Đà cũng đã ngốn của chúng mình khoảng tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng rồi, chị đoán là như vậy. Thì chị sẽ thông báo lịch sớm nhất cho các bạn, tại vì ngày mai thì chị lại có lớp họp cơ. Đấy, buổi chiều ngày mai thì chị lại có 2 lớp họp cơ. Nên có lẽ là chắc là buổi sáng ngày mai chúng mình sẽ học luôn.
Chúng mình sẽ học vào khoảng tầm 8 rưỡi 9 giờ. Chắc là khoảng tầm 9 giờ đi. Đấy thì chị sẽ sắp xếp lịch để học cùng với các bạn, bởi vì ngày mai thì chị lại có lớp off. Ngày mai chị có 2 lớp off cơ. Đó, thế nên là chắc là ngày mai chúng mình sẽ học vào buổi sáng. Và chị sẽ chốt thời gian luôn là khoảng tầm 9 giờ nhá. Khoảng tầm 9 giờ được không? 9 giờ hay là thôi 9 rưỡi đi, để cho chị Quỳnh ngủ thêm một tí. Nhờ. Em có ở đây luôn hả? Ừ. Học với Sông Đà cho xong phần đấy luôn. Các bạn ấy có phải đi học không? Thì có thể là các bạn ấy tầm này các bạn ấy được nghỉ, đa số được nghỉ rồi. Thì nói chung bạn nào mà không xem được thì sẽ chủ động xem lại vậy nhá. Ok không? Ngày hôm nay thì quá vất vả cho các em rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi ngủ thôi, được không ạ? Chúng mình sẽ đi ngủ thôi để chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho ngày mai. Và chị rất là cảm ơn chị Quỳnh, rất là cảm ơn các bạn vì đã học rất nhiệt tình ở trong buổi tối ngày hôm nay. Ok không? Buổi đêm rồi chứ không phải buổi tối nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi sáng ngày mai cùng với Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhá. Và nếu như mà còn năng lượng thì chị sẽ giảng nhanh cho các bạn về Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông luôn. Cố gắng là trong ngày mai chúng ta hoàn thiện tất cả về kiến thức nền. Ok không ạ? Hoàn thiện tất cả về kiến thức nền và có thể học xong được phương pháp làm dạng đấy phân tích là tốt nhất. Ok chưa nào? Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi ngày mai nhé. Bye bye, giữ gìn sức khỏe để chiến đấu cùng với chị nha. Tạm biệt các bạn.